Okay, xin chào các bạn. Nay anh em tụi mình là BN Euro Team đây. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục một hành trình mới. Hiện tại tụi mình đang ở Bảo Lộc. Đây là cả team. Đây đang chụp hình anh em ha. Hôm nay có Ân Lê đẹp và cái em 790 đã trở lại sau những ngày tháng chấn thương. Đạt chạy 390 ha anh em, ADV. Anh Vĩ chạy cả em 790. Và được chúng mình là được dẫn cung bởi anh Nghĩa Chùa. Đó, anh Nghĩa Chùa thầy chùa chạy off-road dữ nhất Việt Nam. Nói rồi chứ anh Nghĩa Chùa không phải thầy chùa nha mọi người. Rồi cũng ngày hôm nay của tụi mình đó là sẽ dài khoảng 170 cây số ha. Tụi mình sẽ cố gắng đi từ Bảo Lộc đến Đà Lạt bằng khoảng 60% 70% đường off-road. Đây, anh em mình bây giờ sẽ ra để ăn sáng trước cái đã. Đó, xong rồi sau khi ăn sáng uống cà phê xong á thì cả team á sẽ vô bắt đầu vô cung ha. Thì hôm nay á là anh em đi á có ghi lại rất lóc. Thành ra là để khi về đi mình sẽ share cái rất lóc này với mọi người ha. Tuy cái cung này ngày hôm nay á có vẻ là một cung khó do Bảo Lộc đã mưa cả tuần nay rồi. Ok anh em, giờ đã tới chỗ ăn rồi ha. Chỗ ăn hôm nay tụi mình sẽ ăn gọi là gì ta? Bún bò, đây có một team GS đi chung luôn ha. À, có một chiếc 690 nữa kìa. Bún bò nhà thờ. À, đây là gọi là bún bò nhà thờ. Với chiếc 690 này có bộ quen nè Ân ơi. Hả? Của hàng gì đó, nghĩa có nghĩa đó. À, cũng có nghĩa ha. À. Hay quá hay quá. Bún bò nhà thờ. Rồi ok, giờ mình vô ăn nha mấy bạn. Lát hồi ra mình quay tiếp. Ok ok. Chào anh em ha, thì giờ tụi mình đã ăn sáng xong và đang lên đường tới điểm vô cung. Rồi, nó sẽ là Lao Bảo hay La Bảo gì đó. Nãy Nghĩa có nói mà mình quên mất ha. Thì giờ team anh em mình đang di chuyển trên một chút đường nhựa ha. Đây là ngã tư Bảo Lộc 725 nè. Ngã ba vậy? Hướng đi Bảo Lâm. Rồi giờ mình hướng vô Bảo Lâm. Quẹo bên đó là đi về Di Linh á, đi thẳng ngoài là đi hết 725 luôn á, là có thể rẽ đi Tà Đùng hoặc là đi Đà Lạt. Đây anh em mình đang quẹo vô cung ha mọi người. Thấy đường là lạ rồi đó. Một con viên đá nhỏ nhỏ. Chưa có gì à, khá là bình thường. Mà đẹp quá. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đạt ha, Nghĩa đi trước. Rồi Đạt chạy 390 ha. Quay phim cho anh em coi. Đây là anh chỉ. Ân Lê đâu rồi không biết. Xong rồi. Yeah. Ừ, nhỏ nhẹt luôn. Đây ừ, đất này.
được không? Chỗ này nó trượt nè đúng không? Dạ, tự nhiên trượt phát luôn, mà không biết vì đang trượt luôn. Đang bắt chắc tình tốt. Chỗ đường này á, cái đất nó cứng cứng á, mà nó có rêu nữa. Đất cứng á, bánh nó khó ăn vô, nó bám lắm, cho nên là nó trượt à. Anh em chạy phải quan sát cái mặt đường mình đang chạy, không phải lúc nào mình chạy cũng dạng ào 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 đâu, cũng phải để ý tại xe mình lớn. Khi mà có lỗi nó lớn lắm, đau lắm, nên phải chạy cẩn thận một chút. Mọi người, mình đang đứng ở thị trấn Lộc Ngãi ha. Hồ thì anh Nghĩa không biết tên, biết thị trấn tên gì thôi. Ở đây là đặc điểm là mọi người mình đi 7-2 năm từ Đà Lạt về, vừa vòng qua cái đỉnh đồi đó là sẽ thấy có cái nhà thờ rất là đẹp ha. Nhà thờ này là nhà thờ đứng giữa thị trấn luôn, đẹp lắm. Thì hôm nào đi ra đây cũng rất là mát. Rồi anh em mình đi tiếp. Wow, dễ thương chưa? Homestay đủ thứ trong đó hết. Wow, thêm một cái đập chứa nữa. Wow, khu trong này đẹp quá, Lộc Ngãi nha anh em ơi, Lộc Ngãi đẹp quá. Trên Bảo Lộc một xíu thôi. Nhiệt độ đây vào mùa này là mùa tháng 8 rồi, là đang là 24 độ C. Thì chắc là lát nữa trời nó trưa hơn á, nó sẽ nóng hơn một xíu. Nhưng mà vẫn rất là đẹp ha. Đẹp quá. Hồ chứa nước Đắc Lé. Đắc Lé à. Wow, con hồ kìa. Thường những cái hồ chứa nước này nó rất là sâu nha mọi người. Mình cảnh báo nguy hiểm nhưng mà có vẻ là không ai cấm đi bơi ở đây hết. Đó, mà chắc mình cũng dám xuống đây đâu, mình không có bơi giỏi. Mà chắc có thể là ở đây đuối nước nhiều nè. Lên anh em có lên dốc không, đang chờ cái chùa xem.
ha. Đẹp quá. Quá đẹp. Rồi, ân lê lục chị. Anh đứt gắn mấy cục. À, lên chưa, lên chưa. Rồi các bạn ơi, đây là xe của ân lê ha. Thì chiếc 790 của ân lê á, là đi niền power pad DID, cho nên á, là nó hơi giật giật, bây giờ đang tháo chì ra để coi coi là nó có đỡ bị quăng không khi mà đi trong cua. Chứ ân lê đang nói là quăng dữ lắm, chạy không được, không biết có cây gì nảy không. Người lấy cục đá dạ. Lấy tay là cái ra nó bao mờ rồi. Tay anh yếu lắm mọi người. Rồi, hết chì trước rồi đó. Bên sau, bên trái à. Quên anh đứt gắn mấy cục á, 12 ra cục á. FE là đồng hả? Đồng. Đúng không? FE là sắt chứ đồng gì? Quay này sắt hả? FE là sắt. Ờ đồng xu mới là đồng, xu mới là đồng. Đồng là cu. Quá không điểm phải. Ngày xưa anh không điểm thiệt hả? Nói gì rồi chứ anh có học đâu anh biết. Cục gì dính gì. Đi đây còn thôi. Tía ơi, tía gả con gái cho. Ân đi té cho nó thương té lắm luôn. Còn không nhận làm con nuôi hay gì đó. Đủ má lấy cái đá mày nại nữa hả? Ừ. Đó đủ. À, chạy cái này người ta. Không có chạy. Không có chạy mà. Còn đây còn vàng chì nữa. Vậy. Đâu còn vàng chì bên này nữa nè. Xuống nữa, ve lại nữa. Trời ơi, Ân ơi là Ân. Nó lúng lắm, đừng có chạy lên, ông kia kêu chạy lên. Nhảy trâu kẹt kia kìa. Rồi Ân lên, Ân ráng lên con dốc mà ha. Con dốc này nhìn vậy thôi chứ ghê lắm nha mọi người. Nhìn thấy ghê lắm. Nhìn cao nhông luôn. Đó, phải vượt qua bãi lầy ha. Mình sẽ cho coi mấy bạn coi clip Ân Lê qua bãi lầy. Đó, anh nghĩ có quay lại. Hay ha. Chạy qua đây, vòng qua đây, ở đây bắt đầu lấy đà. Lên tới trên chỗ Đạt ăn đứng á, là phải ra rồi, giật lên. Nhanh lên tránh cái rảnh ra. Đi lai bên tay phải nè, người thấy không? Rồi tiếp tục là qua lai bên trái nhưng mà phải đi giữa cái rảnh. Đó, chạy lên. Rất là phức tạp luôn. Con giống này nhìn vậy chứ không có dễ nha anh em. Này không đơn giản đâu ha. Không biết có hoàn thành được cái thử thách này không. Cũng là hết reset rồi phải. Đang quay phim chưa? Đang quay phim chưa? Giờ ok, quay em ở đó nha. Luôn. Quá là hết reset phải ngon hơn đó. Có, nó có cái rảnh sát phải mà, em phải